lại chị. Rồi mời bạn Mỹ Lệ ở Cần Thơ. Có bạn nào hôm nay ở ở Vĩnh Long không nhỉ? Ai ở Vĩnh Long lên tiếng nhá. Đâu con nó có nhiều Vĩnh Long nó thấy đâu. Rồi mời Mỹ Lệ Cần Thơ, mời bạn. Lệ thờ chứ mà Mỹ Lệ kia. Với Mỹ Lệ bên đi. Nói đi Mỹ Lệ, giới thiệu đi. Dạ con chào thầy, con là Mỹ Lệ ở Cần Thơ. Khi con có duyên được đến với bộ môn của thầy á, rồi con tìm hiểu công tự là người ta phương pháp của thầy á rất là hay. Con thấy người ta đang đau á, con có thể làm cho người ta hết, nhưng mà một thời gian á con chữa thương khoảng chừng hơn một năm nay, tự nhiên cơ thể con á cảm nhận như khi con chữa cho người ta là con bị cái gì á, nó từ ngoài nó vào người con á, con rất là khó chịu, làm cho con mệt, con không được. Và người nhà đưa con vào bệnh viện, rồi một thời gian con tự học âm dương như không biết có thở được không, nhưng mà khi con thở thì con thấy người con hơi ấm và từ từ khỏe lại. Khoảng vài tháng nay con Thì đúng lại rồi, biết nữa, nhưng thở mình biết được là đi. con lại bị nữa rồi. Con không biết làm sao, có nhờ một sư cô ở chùa, sư cô nói là con không có đủ phước, con không có nhiều phước để giúp người ta nên không có được làm nữa. Tại vì khi con bị là sư cô đến gỡ giùm con như vậy đó, nên con không biết phải làm sao. Vì con rất đam mê cái phương pháp của thầy, con muốn giúp đỡ mọi người, tại vì đó là tâm nguyện của con. Dạ, theo tâm nguyện của thầy là biến mỗi người bệnh thành người thầy thuốc đó, thưa thầy. Nhưng bây giờ con không giúp được ai hết, con thấy con rất là buồn. Thầy có thể chỉ giúp con làm sao để con có thể giúp con và giúp đỡ mọi người không, thưa Được thầy? rồi, em đi đi. Bây giờ thầy em ở với ông không thì bây giờ gọi điện thoại qua đó thì thầy sẽ truyền năng lượng qua với lại dạy cho em thở đúng âm dương âm thì khỏi đó. Tại em thở chưa đúng, em thở chưa đúng hiểu. Chứ bây giờ em gọi điện thầy thì thầy sẽ truyền năng lượng qua cho, truyền năng lượng qua cho em khỏe hiểu không? Bây giờ em ở đâu? Ở Cần Thơ phải không? Cần Thơ phải không? Cần Thơ phải không? Qua người khác ta. Dạ, con cũng không biết số của thầy nên con không liên lạc được. Rồi chị ghi nhá. Đi chung gì chứ cho chị số điện thoại này đó Chị lại ghi nhá, 0906. Dạ, thưa cô. nhắn tin, nhắn tin trước đi, nhắn tin trước đi, gọi điện thoại thì thấy số lạ thì không mở ra Chị công nhắn cho thầy là chị vừa mới ở, chị Mỹ Lệ nhắn ở tin Cần Thơ nhá. Chị nhắn cho thầy biết chị trước, rồi thầy chị hãng gọi. Thì khi thầy đúng rồi thầy đúng sẽ rồi lưu số chị, rồi thầy sẽ nghe điện thoại nhá. Còn số máy lạ thì thường là thầy không có bắt máy. Rồi dạ 0906309300 nhá. Thầy ơi cho con xin ý kiến một chút. bây giờ nè nè Đây là một cái nội dung lớp căn bản của thầy, tức là có dạy thở âm dương khí công. Thì để mà được năng lượng nhất thì con xin phép thầy là tổ chức một buổi học âm dương khí công online và riêng thầy trực tiếp giảng dạy được không ạ? Bởi vì khi được mà thầy bị mất thời gian mà chỉ giới thiệu được cho một người á thì nó sẽ rất là lãng phí. Nên là ai mà muốn học online âm dương khí công trực sẽ tiếp báo lịch cùng với sau. thầy thì thầy làm một buổi như vậy thôi, nhưng mà sẽ được lợi ích cho rất 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 là Chưa nhiều. Dạ. rồi Được ha, thầy đồng ý. đi dạy mà đi bây giờ nói nè nè nó cô đó nó cô nãy đó Dạ, cô Mỹ Lệ. đâu cô hiện ra thì muốn muốn vô thì phấn công cơ cảm giác nó thế nào coi được được nha. Dạ, rồi chị Mỹ Lệ nói đi. Chị ghi chị luôn. Rồi. Thầy Bây giờ phấn công vô mình con nha, con chụp đi để thầy phấn công vô mình con nha, con có cảm giác nhìn thế nào nha, mình lắng nghe nha, biết không, có nghe không, hiểu không, ạ. thì Chị lại nghe nói không? thêm Trả lời thầy. Dạ, con có nghe ạ. bây giờ thì con vô đi ăn để cho em lắng nghe coi có nói vô điện người địch là thấy gì rằng rằng cái gì lại lạ lạ đó thì báo giờ biết nha, chứ thấy khỏe đó nha, để tìm thành phóng vô nha, một hai ba rồi đó, lắng nghe nha. Lắng nghe đi. Cảm giác hay là lạ gì nó dâm dâm chích hay gì lạ đó mà thấy khỏe đó.
thấy sao rồi? Dạ con thấy hơi mát mát từ cánh tay đi vô ạ. Rồi nó vô rồi đó nha, bắt đầu vô rồi đó nha. Rồi thì bún ba cái nữa nha. Rồi đó, lắng nghe. Vô nó mát và khỏe là được đó. Rồi thấy sao? Khỏe hơn không? Tỉnh rồi, mắt tỉnh rồi, cái mắt khá hơn nãy rồi. Phải Dạ không? con thấy, dạ con thấy nó có cái gì khỏe Mắt cười hơn rồi. cười đâu khỏe hơn thấy không? Con mắt Dạ. thấy tinh lanh hơn là cười rồi kìa. Cười rồi không đúng không? Phải hay không? Phải không? Bác kỳ Thôi diệu ạ, con cảm ơn thầy ạ. nha, nhớ sau lần nghệ thì đỡ công đặng cho tập cho nó dễ thì truyền qua đặng tập cho nó dễ, hiểu không? Thấy mặt Dạ. cười rồi đó, tươi được cười kìa, đúng không? Mấy Dạ. con thấy, mấy con thấy hay không? Mấy em Gì thấy hay quá không? rồi. Tuyệt vời. Ai đi chứ? Ý chị nhắn tin liền cho thầy để thầy biết nhé, số điện thoại của chị nhé mình ạ. Mấy em thấy hay không? Là không? Uống từ đây về thầy đâu biết già gỗ đâu. Nó Gì chạy quá. vô đó liền, không cần biết, hay không? Tuyệt Đó, vời ạ. À, thì hay chữa quá. này qua tới bên Mỹ, bên Hàn, này bên Ý gì cũng được đó. Đó là âm dương khí công đấy. Thấy chưa?